theo công văn về tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non của sở giáo dục và đào tạo thành phố, từ ngày 21 tháng 2 các trường mầm non trên địa bàn thành phố sẽ mở cửa đón trẻ trên cơ sở đăng ký tự nguyện của phụ huynh. Theo đó chỉ các cơ sở mầm non tại địa bàn có cấp độ dịch 1, 2, 3 mới được tổ chức dạy học trực tiếp. Thời gian cụ thể đối với từng trường sẽ do ủy ban nhân dân các quận huyện quyết định sau khi kiểm tra thực tế trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ các cơ sở mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp, phương án phòng chống COVID-19, báo cáo Ủy ban Nhân dân các quận huyện qua phòng giáo dục và đào tạo để được kiểm tra các điều kiện theo quy định trước khi tổ chức dạy học trực tiếp. Phương án bán trú được tổ chức khi cơ sở giáo dục cam kết đảm bảo các điều kiện về thực phẩm dinh dưỡng, tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.